Xin chào anh chị nha, đây là cái tiếng kêu của con bánh Campalolo WCO. Tiếng kêu đấy là gọi là phá làng phá xóm. Đây là chơi luôn nha anh chị nha. Con này để lắp trên con sách, nó to con LR9 nha anh chị ạ. Anh chị em kêu to mà lại chớn, còn tiếng quay vừa vừa là xe rất là chớn luôn. Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất. Xin chào các anh chị nha, đây là con Trek Metron LR9. Con này để dựng về Lâm Đồng cho khách hàng nha, màu đỏ. Con này thì khách tin tưởng tuyệt đối cho shop và khách chỉ nói là dựng cho anh một con khoảng tầm 80 triệu quay đầu. Thì em có lên cho khách tầm tài chính con này vào khoảng, nếu mà báo giá sơ bộ không đồ chơi ấy, thì là nó vào khoảng 77 triệu. Thì khách mua đồ chơi thì nó là vô cùng các anh chị ạ. Thì em lên đồ cho khách theo cái yêu cầu khách là con Trek Metron LR9 này rồi, phanh đĩa. Thì con này thì từ trước giờ quay thì rất là nhiều rồi. Để khách thích lên đồ chơi như đồng hồ này này, lắp giá luôn để cho khách chơi đồng hồ luôn này. Đấy, thì vì khách tài chính như vậy nên em tư vấn cho khách con bánh Bora Chu phiên bản mới nhất, phanh đĩa đùm nó rất là đẹp luôn. Con đùm này, bánh này vẫn là không phải bánh chính hãng, nếu mà chính hãng thì nó đắt hơn rất là nhiều, các anh chị đều biết rồi. Bánh WCO này, hàng chính hãng nó vào khoảng tầm 50 triệu một cặp, nó rất là đắt. Nên cặp bánh này nó làm như, nếu mà hàng chính hãng 10 thì con này nó được khoảng tầm 9 vậy. Đó, thì đùm nó rất là ngon, đùm y hệt con đùm chính hãng nhá. Mà bánh này rất là cứng luôn, bánh này bao dùng luôn 1 năm luôn, bét nè dùng luôn, có bất kỳ vấn đề gì về lỗi là đổi mới luôn, không có lằng nhằng cũng nhiều. Bởi vì những cái bánh này nội bài nhật là những cái nhà máy rất là lớn của Đài Loan nó sản xuất và theo tiêu chuẩn cao luôn, hàng toàn bộ là hàng cao cấp. Nói chung trước khi ra xuất xưởng đều phải test bơm các thứ đủ áp và cũng test tốc độ các thứ mới đưa đầu mới xuất để mà lên lốp cho khách là Ultra Sport 3. Nên con bánh này anh chị dùng, nói chung em bảo hành còn nhanh hơn cả hàng chính hãng luôn. Hàng chính hãng còn về gửi thì gửi lại, cái này chỉ cần có vấn đề thì gửi ra cho em cái là đúng là lỗi xem đúng là lỗi kỹ thuật chứ không phải lỗi sử dụng, thì chắc chắn là sẽ bảo hành trong 1 tháng là sẽ có hàng về để đổi mới cho các bạn. Chưa đến 1 tháng là về đổi mới cho bạn luôn. Đó, đủ đĩa Ultega R8000 này, vì khách nó ở khu Lâm Đồng thì cũng ấy, em nên cho khách cái đùi 3450 đi cho nó nhẹ nhàng. Củ đề sau cũng là củ đề UN R8000 luôn. Đấy, lip của nó là lip UN luôn đấy nhá. Đó. Thì con bánh này thì là đùm của nó lỗ rất là to, các anh chị thấy không? Em quay ngược thì nó đã to như này rồi. Dòng này là dòng rất quan như các anh chị nhé. Hôm nay nó hơi ồn, cái anh chị thông cảm một chút nhé. Hàng xóm đang hát karaoke biết làm là đấy. Thì cái con này là đang sử dụng cái dòng này, nó khung nó đắt bởi vì nó có cái phần cọc yên ISO speed này. Cọc yên này là dòng này rất là khó làm, cọc yên giảm chấn mà. Thì cái con này đối với các anh chị mà đua bơi thì em không nói, đua bơi thì chúng ta lên khuyên, em vẫn khuyên chơi khung xịn, khung hơn 100 triệu ấy. Còn các bác mà các chú hay các anh mà đi tập thể dục thể thao hàng ngày thì đi con khung này cũng không khai thác hết luôn, mặc dù sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng của nó cũng rất là ok, đều test qua các cái test hết. Khi mà anh chị đi bình thường thì không thể hỏng được, rất khó hỏng luôn. Con này thì yên em cho khách này mới chơi nên cho yên upright. Ra upright thì yên này thế, yên nó hơi to một chút, nhìn như ngồi nó sẽ êm, nó đỡ bị đau mông hơn là cái dòng yên nó mỏng mà nhỏ. Dòng yên mỏng thì những người chơi lâu năm rồi mới đi được các anh chị ạ. Thì cái con chất này dàn đầu nó rất là ngầu luôn, nhìn rất là ngầu. Dòng đầu này nhìn nó dẹt, nhìn như dàn đầu rời nhưng thực ra nó là dàn đầu liền. À quên, nhìn như dàn đầu liền nhưng thực ra nó là dàn đầu rời, nên vẫn có thể chỉnh được cái hướng ghi đông vích lên vích xuống, nó hay hơn cái dòng ghi đông liền một chỗ đó. Đó, thì cái con này thì là giá tiền nó cũng khá là hợp lý, có rất là nhiều màu nha, em có rất là nhiều màu luôn. Màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, rất là nhiều màu. Anh chị cần màu nào liên hệ trực tiếp em 0947 87 34. Xin cảm ơn.